Quạt smart giải pháp thông gió làm mát thời 4.0. Với nhiệt độ môi trường ngày càng cao như hiện nay, khiến nhiều doanh nghiệp đều tìm giải pháp thông gió làm mát tạo môi trường làm việc thoải mái cho nhân viên nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí. Trong đó, chi phí vận hành hệ thống thông gió làm mát hiện nay chiếm một phần khá lớn cho doanh nghiệp. Nhằm giải quyết vấn đề này, Nghệ Năng đã nghiên cứu và cho ra sản phẩm Smart Fan với ưu điểm vượt trội. 1. Áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo 4.0. 2. Điều khiển qua app bằng thiết bị di động. 3. Cài đặt vòng quay, nhiệt độ, ấm độ và hẹn giờ. 4. Tiết kiệm đến 40% điện năng so với quạt thông thường. Cấu trúc động cơ DC Inverter không chổi than Fuji Nhật Bản, bao gồm thân động cơ và tổ hợp truyền động, tích hợp động cơ điện nhất thể hóa điển hình, được phát triển bằng cách sử dụng vật liệu nam châm vĩnh cửu đất hiếm. Tổ hợp truyền động bao gồm các thiết bị điện tử công suất và mạch tích hợp. Chức năng của nó là nhận tín hiệu khởi động và dừng, nhận tín hiệu cảm biến vị trí và tín hiệu đảo chiều quay. Dùng inverter để bật tắt hiệu chỉnh công suất để tạo ra mo men xoắn liên tục, tiếp nhận lệnh tốc độ và tín hiệu phản hồi, được dùng để kiểm soát và điều chỉnh tốc độ, cung cấp bảo vệ và hiển thị. Ưu điểm của DC Inverter không chổi than Fuji Nhật Bản: tiết kiệm điện năng từ 30-50% so với các mẫu quạt thông gió trên thị trường. Sản phẩm bao gồm khả năng thông minh hóa, hao năng thấp, tuổi thọ cao, tỷ lệ hư hỏng thấp, vận hành ổn định. Với chính sách tiết kiệm điện năng của nhà nước ban hành, chúng tôi tin tưởng động cơ DC Inverter không chổi than sẽ là xu hướng phát triển trong tương lai. Đây là hình số dự án thông gió nhà xưởng của tập đoàn giày Yabitis đã sử dụng dòng quạt tiết kiệm điện mang thương hiệu Ifan do công ty Nghệ Năng sản xuất. Hiệu quả mang đến khi lắp dòng quạt tiết kiệm điện Smart Fan: tiết kiệm chi phí nhiều hơn, tiết kiệm nhân lực nhiều hơn, tiết kiệm điện nhiều hơn, dễ dàng quản lý, dễ dàng bảo trì, dễ dàng kết nối, không cần thao tác nhiều, mang đến an tâm cho doanh nghiệp. Đây là bản ô tô truyền thống và Smart Fan tiết kiệm điện năng. Chúng ta thấy rất rõ về khả năng tiết kiệm điện của quạt sử dụng động cơ DC Inverter không chổi than Fuji so với dòng quạt sử dụng động cơ truyền thống AC. Khách hàng lắp đặt 58 quạt Smart Fan thông gió cho nhà xưởng với diện tích 100.000 m³. Sau 1 năm sử dụng sẽ tiết kiệm được gần 400 triệu đồng. Như vậy, trong vòng 3-4 năm sẽ thu hồi được vốn đầu tư ban đầu. Trong khi đó, lắp quạt thông gió truyền thống sẽ không được tiết kiệm điện mà còn mất đi khoản đầu tư ban đầu bỏ ra, độ bền và chế độ bảo hành không được nâng lên. Hãy liên hệ 38 818 085 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.